Chào các bạn. Bây giờ là 16:20 chiều ngày thứ năm, 17 tháng 12 năm 2020. Trung Hồng đang đứng trên sân thượng nhà mình. Thưa các bạn, cách đây một tiếng đồng hồ, gió bắc đã tăng cường và bây giờ trời rất rét các bạn nhé. Các bạn đồng trời âm u đấy. Trời rất rét. Cho nên là bây giờ theo thường lệ, Trung Hồng sáng nay đã quay cho các bạn xem một số chậu hồng ở nhà ông bạn của mình. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem những chậu hồng của Trung Hồng ở một cái thể trạng hiện tại. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 dương nhằm ngày 4 tháng 11 âm lịch. Và nếu tâu lịch thì chúng ta chỉ còn 16 ngày nữa là phải cắt cành cho chậu hoa hồng này. Vậy thể trạng bây giờ ra sao? Liệu có thể cắt cành được không? Bây giờ Trung sẽ đem máy quay review cắt cành từng chậu hoa hồng tại tư gia của Trung Hồng để các bạn cùng sở thị. Xin kính mời các bạn. Thưa các bạn, bầu trời đầy mây và gió bắc tăng cường, cho nên thời tiết bây giờ nhiệt độ đã xuống rất sâu các bạn ạ. Mình đang đứng trên sân thượng nhà mình. Đây là toàn cảnh sân thượng trồng hoa hồng của Trung Hồng. Sân thượng này diện tích tầm cỡ khoảng độ 30m² các bạn ạ. Và đây cái ban công xung quanh mình đã kê cho các bạn xem mẹ. Trên sân thượng này có rất nhiều thể trạng người hoa hồng ở nhiều thể trạng khác nhau. Đây là cây hoa hồng điều ở hàng thứ đầu tiên, cắt ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch. Các bạn ạ, hôm nay những cây hoa hồng này là cắt được 29 ngày. Nó như thế này. Và mới có những cái mầm rất nhỏ các bạn nhé. Thậm chí có những cái ngọn còn đang nhí. Ở những thể trạng như thế này, tương lai cắt cành cho những ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 âm lịch để nở hoa trúng Tết là không khả thi các bạn ạ. Nhưng Trung Hồng sẽ cố gắng tạo cho chậu hoa hồng này nở trúng Tết. Và cái chậu này Trung Hồng đã trồng xen với một cây hoa hồng nhung cổ các bạn ạ. Hồng nhung cổ các bạn ạ. Đây là cây hoa hồng điều tiếp theo. Mình vẫn liên tục quay cho các bạn cái rìa này nó bị vàng lá rụng và bây giờ nó xác xơ như thế này các bạn ạ. Đây giờ nó cũng đang đóng nụ các bạn ạ. Nhớ là cây hoa hồng này mình cắt cành ngày 25 tháng 9 âm lịch. Và một số bây giờ nó cũng đang đóng nụ được các bạn. Các bạn đồng thì gió rét đấy. Thưa các bạn, những hiện trạng nụ đóng như thế này chỉ cần nắng lên nhiệt độ cao một chút, tầm cỡ khoảng độ 18 đến 20 độ là những cây hồng này sẽ bung bật nở ngay các bạn nhé. Sẽ bung bật nở ngay lập tức các bạn ạ. Cho nên là chúng ta tính thì còn 16 ngày nữa là ngày cuối cùng cắt được chậu hoa hồng này. Nhưng ở những thế trạng như thế này thì nếu chỉ cần nắng ấm đêm vài hôm là chúng ta vẫn có những cành bánh tỉa tuyệt đẹp để chúng ta cắt các bạn nhé. Đây cây hồng nhung Trung Hồng cắt sau nhưng bây giờ nó cũng đang đã đóng nụ, đã hở lụa rồi các bạn ạ. Thưa các bạn, những hình các bạn đang nom thấy trên màn hình là Trung Hồng đang quay tại tư gia của Trung Hồng trên sân thượng. Bây giờ là 16:20 chiều các bạn nhé. Đây các bạn, những hoa hồng hôm nọ mình quay các bạn mà bây giờ nó đang đã ra như thế này rồi đấy các bạn. Với một nền thời tiết như thế này, hoa hồng sẽ rất đẹp các bạn nhé. Đây là cây hoa hồng mà mình đếm, nói các bạn là có 173 cái nụ đây các bạn. Các bạn đang nó nụ đang ra đấy các bạn. 173 cái nụ ở một cây hoa hồng 3 năm tuổi các bạn ạ. Và đường kính chưa đến 1 mét các bạn nhé. Còn 80-90 phần các bạn nó nụ này. Các bạn có nắm rõ cái màu nụ đỏ trên đầu không ạ? Chỉ có thời tiết rét thì những cái nụ này nó mới đỏ như thế này. Mà những cái đỏ như thế này, đỏ nụ đỏ như thế này là chứng tỏ sự chăm sóc của cây hoa hồng này đã đủ ăn nhé các bạn nhé. Chăm sóc là đúng kỹ thuật và tốt đấy các bạn ạ. Mình sẽ quay kỹ cho các bạn cố gắng dành thời gian xem kỹ. Đây mình mới quay hôm thứ 6 và hôm nay là 6 ngày. Nó đã thế này nhưng nó lại là trời rét các bạn nhé. Các bạn non nụ đấy. Đây là cây hồng nhung cũng đang ra lộc mà rất nhiều nụ các bạn nhé.
hồng nhung này nó sẽ ra rất nhanh các bạn ạ, nó ra rất nhanh. Cho nên chỉ cần ấm lên một chút, 20 độ, nhiệt độ 18-20 độ là những hồng nhung sẽ lên vùn vụt các bạn ạ. Lên vùn vụt. Đấy. Không biết thể trạng cuốn kêu hồng của các bạn ở thời điểm hiện tại như thế nào. Còn đây là thể trạng chiếc kêu hồng của Trung Hồng cất ngày 25 tháng 9 âm lịch các bạn nhé. Cất ngày 25 tháng 9 âm lịch các bạn nom. Các bạn nom tất cả các nụ đều đỏ đầu. Các bạn nom. Tất cả các nụ, cái nụ hoa đều đỏ đỏ cái đầu hết các bạn nhé. Đỏ cái đầu này các bạn nom này. Mà nó đang ra rất mọng các bạn nom thấy không ạ? Cây này mình nghĩ là cũng không dưới 200 cái hoa các bạn nhé. Cây hoa kia có 173 thì cây này to hơn. Mình nghĩ rằng cây này 4-5 tuổi thì có lẽ phải hơn 200 cái hoa các bạn nom. Đây mình quay cho các bạn xem đấy ạ. Các bạn nom mầm lộc nụ không ạ? Có lẽ đến phải 200 bông hoa. Và ít ngày nữa nó sẽ nở và mình sẽ quay cho các bạn trực tiếp cho các bạn xem. Cây này thì mình sẽ cắt muộn hơn 4-5 ngày thì bây giờ nó mới như thế này. Các bạn này cũng đang ra các bạn. Các bạn hãy để ý thật kỹ những lá mầm ngọn và nụ hoa của những chậu hoa hồng của Trung Hồng. Và Trung Hồng rất vui mừng nếu các bạn comment và bình luận ở dưới những bài viết này xem thể trạng của những chậu hoa hồng của Trung Hồng có giống những chậu hoa hồng nhà các bạn hay không. Và đây là một thể trạng ở trên một khung địa lý trồng cực kỳ khắc nghiệt nha các bạn nhé. Các bạn ạ, đây là cây hoa hồng nhung nữa các bạn ạ. Cây hoa hồng nhung này thì 4-5 tuổi, bây giờ nó cũng ra tầm cỡ 4-50 cây hoa các bạn ạ. Các bạn đang nói mà lá nó mỡ và nó óng ánh như thế này thì chứng tỏ nó được chăm sóc rất tốt các bạn nhé. Chứng tỏ nó được chăm sóc rất tốt các bạn ạ. Và đây lại là một cây hồng điều nữa, 3-5 tuổi. Trung Hồng cắt ngày mùng 5 tháng 10 các bạn ạ. Các bạn nó ra đấy. Các bạn cứ thử ngắm những sự mầm lộc như thế này cũng hiểu biết rằng sự chăm sóc và sự phát triển cây hồng mạnh mẽ đến mức độ nào các bạn nhé. Các bạn cứ nhìn những mầm lộc này thì các bạn cứ hình dung xem những cái mầm lộc này thì nó sẽ ra những bông hoa lớn đến mức độ như thế nào các bạn nói mà. Mình cũng không thể tưởng tượng được năm nay thời tiết nó lại ưu ái cho chỗ hồng của mình hay là mình chăm có những gì đặc biệt không mà bây giờ nó như thế này các bạn ạ. Các bạn nom không hề thấy có bất kỳ một cái nõn nào không có nụ cho dù là nhỏ nhất. Mình đã quay rất chậm để các bạn phát hiện được. Các bạn nom ạ. Thưa các bạn, những chậu hoa hồng này nếu thời tiết thuận lợi 10 ngày nữa, nghĩa là đến rằm tháng 11 âm lịch thì sẽ rực rỡ tuyệt vời các bạn nhé. Rằm tháng 11 âm lịch. Các bạn nom thấy sức sống của chậu hoa hồng ở cái mùa chính vụ thời tiết hiện tại. Các bạn lưu ý là ở thời điểm hiện tại lứa hoa áp Tết không bao giờ đẹp bằng lứa hoa trúng Tết các bạn nhé. Và nếu mà lứa mầm như thế này các bạn cắt được đúng độ thì những lứa hoa trúng Tết nó sẽ ra những cành mập to khỏe các bạn ạ. Đây là Trung Hồng đang ép cây hồng nhung tạo thành một cái táng chia dâu 5 cành 5 thân các bạn ạ. Mình đang ép nó không cho nó ra mầm các bạn ạ. Và mình đến ngày 11 mình cắt cành và mình tạo cho cái chậu hoa hồng nhung 3-5 tuổi này 2 tầng lá các bạn ơi. Mình đang cắt đây, cắt đang hạ xuống một cái tầng hoa bên dưới và nâng một cái tầng này lên vót cao thoát thân từ đáy chậu lên tầm cộng 1m2 các bạn ạ. Mình để 4 cái cành to các bạn ơi, 4 cành to các bạn ơi. Này cành nào đường kính cũng 1cm hết các bạn nhé, cùng ra một hôm đấy các bạn ạ, cùng ra một lứa. Đây là cây hồng điều các bạn cắt cành ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch các bạn ơi. Những cái ngọn nó ra đấy. Thưa các bạn, ở trên tầng này Trung Hồng có rất nhiều
chỗ qua gồng ở các điều thể trạng khác nhau, cho nên từ nay đến ngày 15 và từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 âm lịch, Trung Hồng sẽ thực hiện cắt cành cho chỗ qua gồng này và sẽ liên tục quay trực tuyến để các bạn tiện theo dõi, để nếu các bạn nào có những thể trạng qua gồng giống của Trung Hồng thì có thể áp dụng trực tuyến các bạn nhé, áp dụng theo những kỹ thuật kỹ năng của Trung Hồng. Và đây là chỗ qua gồng cắt cành ngày 8 tháng 10, ngày cuối cùng trồng cắt 4 chậu ở dưới sân và những chậu mắc bệnh. Và đây là chậu này cũng cắt ngày 8 tháng 10 các bạn ạ. Và bây giờ nó mới ra này. Còn thưa các bạn, kia mình sẽ zoom lại cái chậu ấy cho các bạn xem này. Đây là những chậu hoa hồng trồng trong chậu chưa được 2 năm tuổi, tán đã 1 mét các bạn nha. Tán 1 mét đây các bạn. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh Trung Hồng đang quay trực quan tại tư gia nhà mình trên sân thượng, nơi mà một thời tiết khắc nghiệt nhất về mùa hè, với những chậu hoa hồng đang đâm chồi nảy lộc và chuẩn bị cho nở lứa hoa áp Tết. Trung Hồng hy vọng rằng với những hình ảnh trung thực trực quan này, các bạn có thể rút ra được một chút gì đó áp dụng cho chính những chậu hoa hồng nhà các bạn. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy đăng ký kênh Trung Hoa Hồng, chia sẻ, nhấn like, chuông và giới thiệu với các bạn bè của các bạn. Chỉ cần có như vậy, Trung Hồng sẽ ngày càng có những bài viết hay hơn, chuẩn xác hơn về kỹ năng, kỹ thuật chăm sóc hoa hồng, đặc biệt là ngày càng phục vụ các bạn được tốt hơn. Trung Hồng xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành hết 14 video phút video xem hết video clip này. Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.